ngày nhớ xuân ấm áp mà ngay hôm nay vui ôi mình rơi đắm nhỏ đưa gió Hãy subscribe cho
lòng à ô bằng à lòng y sôi à ra hay uống thế là chắc mà nhân à tình ơi hôm nay em đến gặp bà ở đây nhà thôi cháu duyên là ba giỏi ơi kìa ôn hà ngôi à đình à cổ hà luồng à dừa nhường anh đừng lo mà buồn anh mà ngại đâu đâu anh nhà răng mà ngày hồi à cho anh nhà đua nếu ôn hay là mùi nhà là búa vẫn anh nhà không hay ôn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mình ra ra mình là gì mà để nhau lần mình cảm ơn ta về cha 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 non cha cho con chào mình ngay cầu con cảm ơn cảm ơn các thầy gia dòng cũng là cho tôi hát bài nhiệm mùi ngay yên vui cho cả cuộc đời để là anh đã thấy đôi anh nhà mình cũng có bạn có hương hát bụi ra nền anh mới chỉ hát cho em một bài, hết pin nói chung không biết chết rằng mà chết sao chết mà chết 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chậu cho kỳ ngay hôm nay à giờ chẳng đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Di động của mình, các bạn vào ứng dụng YouTube. Trên mục tìm kiếm của YouTube, các bạn gõ chữ Người Mường TV2. Tiếp đến các bạn bấm vào mục tìm kiếm ở cuối trang. Và đây là kênh Người Mường TV2 xuất hiện. Trước khi đăng ký, các bạn có thể xem một số video ở bên dưới. Và các bạn bấm vào nút đăng ký màu đỏ. Sau đó các bạn chia sẻ và bấm vào hình quả chuông ở bên cạnh nút đăng ký màu đỏ. Bởi đây là kênh của tôi nên là không xuất hiện cái hình quả chuông. Nếu mà máy điện thoại của các bạn chưa đăng ký thì nó sẽ xuất hiện cái hình quả chuông ở bên cạnh chữ đăng ký màu đỏ. Các bạn bấm vào đấy để được nhận thông báo những video mới nhất. Chỉ như vậy thôi, rất đơn giản, các bạn đã đăng ký xong kênh Người Mường TV2 và các bạn có thể trải nghiệm các video mới nhất của kênh. Xin lưu ý các bạn là không nên đăng ký qua Facebook, bởi vì thường kênh Người Mường TV2 sẽ được chia sẻ trên Facebook và các bạn có thể xem trên đấy qua YouTube, nhưng mà đăng ký ở trên đấy thì là sẽ không đăng ký được, bởi vì nó đòi đăng nhập bằng Gmail. Cho nên các bạn có thể phải vào trực tiếp ở trên YouTube trên thoại di động của mình và làm theo các bước hướng dẫn như lúc nãy. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và chia sẻ.